Thay vì được người hâm mộ nhà cổ vũ, nhiều năm qua tuyển Trung Quốc luôn phải nhận rất nhiều sự chỉ trích từ cầu thủ thứ 12. Hôm qua, huyền thoại Phan Chí Nghị của bóng đá Trung Quốc đưa ra một dự đoán rằng trong vòng 10 năm nữa, đội tuyển quốc gia nước này sẽ có thể tham dự vòng chung kết World Cup. Nhưng đáng tiếc thay, lời dự đoán mang đầy tính cổ vũ này của Phan Chí Nghị lại không được fan Trung Quốc hưởng ứng. Thay vào đó, nó tạo ra rất nhiều lời chê trách, mỉa mai hướng về tuyển Trung Quốc. Nhiều năm qua, một bộ phận lớn người hâm mộ Trung Quốc đã hết niềm tin vào đội tuyển quốc gia. Thế nên, thay vì đồng hành, cổ vũ đội nhà, bộ phận cổ động viên này thường chỉ trích đội tuyển quốc gia. Thậm chí, có giai đoạn sự chỉ trích mạnh mẽ tới mức chính các cầu thủ tuyển Trung Quốc cũng rơi vào suy sụp vì áp lực tinh thần. Huấn luyện viên Chu Xie nên khai thác vấn đề tâm lý của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Có thể nói, đây đang là một trong các nghịch lý lớn nhất của bóng đá Trung Quốc. Người ta vẫn thường coi người hâm mộ như cầu thủ thứ 12 tiếp thêm sức mạnh cho các đội bóng. Dẫu biết đôi khi kết quả thi đấu không tốt sẽ khiến người hâm mộ nổi giận, nhưng đa phần việc đó rồi cũng trôi qua nhanh và cổ động viên sẽ trở về đúng vai trò của họ, cổ vũ đội bóng. Tuy nhiên, ở bóng đá Trung Quốc, sự bất mãn, nổi giận của người hâm mộ đã kéo dài nhiều năm và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt khi mới đây, đội tuyển quốc gia Trung Quốc có hai trận đấu tồi tệ, hòa Malaysia 1-1 và thua Syria 0-1. Có thể tưởng tượng, sức ép đang lớn tới nhường nào cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc, dù họ gặp tuyển Việt Nam chúng ta chỉ ở một trận giao hữu. Với thầy trò huấn luyện viên Chu Xie, đây chỉ là một trận tập dượt. Sức ép kết quả là có nhưng không lớn, đặc biệt khi trước đấy, chúng ta đã có liền 3 trận thắng, Hong Kong, Syria và Palestine. Còn nếu tuyển Trung Quốc không thể thắng tuyển Việt Nam, tin chắc sẽ có rất nhiều chỉ trích tiếp tục hướng về họ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ lại thắng Trung Quốc. Sức ép lớn dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tâm lý thi đấu của các cầu thủ trên sân. Nếu đội tuyển quốc gia Trung Quốc gặp bất lợi trước tuyển Việt Nam, họ sẽ khó lòng gượng dậy hơn. Bởi thế, dù đội chủ nhà có nhiều ưu thế, lại ở đẳng cấp cao hơn, nhưng huấn luyện viên Chu Xie có thể cân nhắc việc ra đòn phủ đầu ở những phút đầu tiên. Nếu đội tuyển Việt Nam có thể ghi bàn trước, không chừng chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng đối thủ sau khi từng vượt qua họ 3-1 đầu năm 2022 ở vòng loại cuối khu vực châu Á World Cup 2022. Dĩ nhiên mọi thứ vẫn chỉ là mặt lý thuyết, thực tế sẽ khác rất nhiều. Nhưng rõ ràng về mặt tinh thần, đội tuyển Việt Nam đang thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn đối phương. Đấy là một điểm chúng ta cần tính toán để khai thác triệt để. Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự chuyến du đấu sắp tới. Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt. Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Võ Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương. Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Hoàng Văn Toàn. Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào. Các trận đấu với bóng đá Trung Quốc luôn được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt chú ý. Trước trận đấu tuyển Trung Quốc, ông Chu Xie chia sẻ: "Tôi biết trận đấu với đội tuyển Trung Quốc được người hâm mộ quan tâm vì lịch sử đối đầu giữa đôi bên. Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc có thứ hạng cao hơn so với đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thực tế thì sẽ thể hiện trên sân. Dĩ nhiên, tôi không kỳ vọng một trận đấu dễ dàng. Đồng thời, tôi cũng muốn thử nghiệm, trao cơ hội cho nhiều cá nhân mới." Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu Trung Quốc ngày 10 tháng 10, đấu Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và đấu Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.